Hôm nay, các quý vị và tôi hãy cùng dò xem và nghiên cứu lời với chủ đề Lễ Giáng sinh là ngày sinh của ai. Nhân vật chính của lễ Giáng sinh đã bị thay đổi hoàn toàn. Ngày sinh của Thần Mặt Trời giả mạo làm ngày sinh của Đức Chúa Giêsu, khiến cho mọi người trên khắp thế giới mặc nhiên coi lễ Giáng sinh là ngày sinh của Đức Chúa Giêsu. Nếu chúng ta hiểu ra sự thật rằng trong sự ấy, có âm mưu rất lớn để khiến hầu việc các thần khác, chứ không phải là Đức Chúa Trời. Thì quả thật, chúng ta có nên mặc kệ lễ Giáng sinh mà thế gian ngày nay đang nói đến không? Tuyệt đối không nên. Bởi vậy, hôm nay, các quý vị và tôi hãy cùng chỉnh lý lần lượt toàn bộ những vấn đề thể này dựa trên quan điểm lịch sử, quan điểm tôn giáo và quan điểm thương mại hóa ngày nay. Hôm nay, chúng ta sẽ lần lượt dò xem về khởi nguyên của lễ giáng sinh, điều răn của Đức Chúa Trời và điều răn của loài người. Trước tiên, chúng ta hãy dò xem về khởi nguyên của lễ giáng sinh. Cứ đến tháng 12 là toàn thế giới lại ồn ào bởi lễ giáng sinh. Trên phố, trong các cửa hàng hay bất kỳ nơi nào đều vang lên những bài hát Giáng sinh quen thuộc. Dù tin hay không tin vào Đức Chúa Trời, thì mọi người vẫn hào hứng mà ngâm nga theo những bài hát Giáng sinh mừng sự ra đời của Đấng Cứu Chúa, tức là Đức Chúa Giêsu. Vậy nên, tôi sẽ đưa ra một câu hỏi liên quan đến chủ đề này ngày hôm nay. Lễ Giáng sinh thực ra là ngày sinh của ai vậy? Nhiều người mặc nhiên suy nghĩ rằng đó là ngày sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng đáng ngạc nhiên thay, lễ Giáng sinh không phải là ngày sinh của Đức Chúa Giêsu. Lễ Giáng sinh là ngày sinh của Mithra, thần mặt trời của người La Mã. Có lẽ một số vị đã từng nghe về thần mặt trời Mithra, nhưng đối với thế gian, đó là một cái tên rất xa lạ. Thần mặt trời Mithra là ai? tại đế quốc La Mã, nơi lễ Giáng sinh xuất hiện, đạo Mitra vốn coi Mitra là đối tượng tín ngưỡng đã đất thịnh hành. Đạo Mitra là tôn giáo bắt nguồn từ đạo Zoroaster, hỏa giáo của đất nước Persia và du nhập vào La Mã vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Thần mặt trời Mitra, vị thần mà họ thở lạy, được miêu tả là thần bất khả chiến bại thần trẻ bất diệt. Đường thời ấy, trong đế quốc La Mã, Mithra đã nhận được sự quan tâm lớn từ giới quý tộc và hoàng gia, thậm chí còn được nâng lên thành vị thần bảo hộ hoàng đế của đế quốc. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra tại đây là làm thế nào mà lễ Giáng sinh, vốn là ngày sinh của thần mặt trời, không liên quan gì đến Đức Chúa Giêsu, lại biến thành ngày sinh của Đức Chúa Giêsu? Đó là vì trong quá trình Cơ đốc giáo hấp thụ đạo thần mặt trời của La Mã, lễ giáng sinh đã biến thành ngày sinh của Đức Chúa Giêsu. Do bị trộn lẫn với các lễ hội của La Mã. Trước tiên, chúng ta hãy giỏi xem về lễ giáng sinh từ quan điểm lịch sử của Cơ đốc giáo. Tại đế quốc La Mã có ba lễ hội lớn vào cuối tháng 12. Trong ba lễ hội lớn này, đầu tiên là lễ Saturnalia, thứ hai là lễ Laria, và thứ ba là ngày đông chí phải không? Ngày đông chí còn được gọi là lễ Rumalia. Lễ Saturnalia được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12, là khoảng thời gian lễ hội mà tất thảy mọi người, không phân biệt nam nữ, già trẻ, hay giàu nghèo sang hèn, đều say sưa buông tuồng. Lễ Laria, được tổ chức vào cuối tháng 12, là lễ hội tặng búp bê cho trẻ em để vui chơi. Cuối cùng là lễ Brumalia, được tổ chức vào ngày đồng chí để kỷ niệm sự ra đời của thần mặt trời bằng cách tổ chức lễ kỷ niệm sự mọc lên của mặt trời. Lễ Giáng sinh được hình thành do hấp thụ ba phong tục trên và điều này được ghi chép rõ ràng trong lịch sử cơ đốc giáo. Không chỉ khởi nguyên, mà phong tục của lễ Giáng Sinh cũng chẳng liên quan gì đến Đức Chúa Giêsu, nhưng là phong tục của đạo thần mặt trời của đế quốc La Mã. Trong sách lịch sử Cơ đốc giáo The History of Christianity có viết rằng Hội Thánh Cơ Đốc đã chấp nhận nhiều tư tưởng và biểu tượng của nước ngoại bang, ví dụ như bởi sự tôn kính mặt trời, mà ngày Giáng Sinh của Giêsu đã được quy định vào ngày 25 tháng 12 là ngày sinh của thần mặt trời. Cuốn sách này chỉ ra. Lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12 vốn là lễ hội của đạo thần mặt trời, nhưng lại biến thành ngày sinh của Đức Chúa Giêsu. Hơn nữa, bách khoa toàn thư Anh quốc Encyclopedia Britannica cũng làm sáng tỏ rằng ngày 25 tháng 12 không phải là ngày sinh của Đấng Christ mà là ngày sinh của thần mặt trời và lễ Giáng sinh bắt nguồn từ lễ hội mặt trời của những người ngoại đạo cổ đại. Lễ Giáng sinh được quy định và chính thức kỷ niệm vào ngày 25 tháng 12 từ thời giáo hoàng julius đệ nhất và khắp cả nước đã tổ chức lễ giáng sinh vào ngày này việc kỷ niệm và phong tục của lễ giáng sinh thể này đã gặp chủ nghĩa tư bản và bắt đầu được thương mại hóa và phổ cập hóa ví dụ điển hình của sự thương mại hóa lễ giáng sinh chính là ông già noel một biểu tượng thương hiệu của lễ giáng sinh ông già noel Bắt nguồn từ một người tên là Nicholas, sống ở thành phố Patara, Lycia ở Tiểu Á. Vào những năm 270 sau Công nguyên, ông đã làm nhiều việc tử tế một cách thầm lặng. Một ngày nọ, Nicholas nghe được câu chuyện đáng thương của ba cô con gái trong một gia đình nghèo nọ, không thể lấy chồng vì không có của hồi môn. Nên ông đã bí mật thả một túi vàng xuống ống khói của gia đình ấy. Nghe nói túi vàng đã rơi vào một chiếc tất treo bên lò sưởi. Người ta cho rằng phong tục treo tất chờ nhận quà vào đêm Giáng sinh được bắt nguồn từ câu chuyện này. Vào đêm Giáng sinh năm 1822, ông già Noel lần đầu tiên xuất hiện trước mọi người trên chiếc xe trượt tuyết do tuần lọc kéo. Giống như ngày nay, Việc này bắt nguồn từ bài thơ Chuyến thăm của Thánh Nicholas của nhà thần học Clement Moore ở New York. Một họa sĩ truyện tranh thế kỷ 19 đã vẽ tranh minh họa cho lễ Giáng sinh trong suốt 20 năm tên là Thomas Nast đã thay đổi hình dáng vốn cao gầy của ông già Noel thành hình dáng mập mạp với đôi má phúng phính. Sau đó, hình ảnh với bộ râu dài trong trang phục đỏ như hiện tại đã trở thành biểu tượng thương hiệu của ông già Noel. Khi Coca-Cola sử dụng nó trong một quảng cáo vào năm 1931. Vậy nên hiện nay, một số người ở châu Âu vẫn cho rằng nội dung về ông già Noel và quảng cáo Coca-Cola chẳng qua chỉ là một mánh lời kinh doanh, không có liên quan gì với tinh thần của lễ Giáng sinh nhằm kỷ niệm sự ra đời của Đức Chúa giê -xu. Như chúng ta đã rõ xem, lễ Giáng sinh hoàn toàn không liên quan đến Đức Chúa giê -xu. Nói cách khác, đó là ngày sinh của Thần Mặt Trời và chỉ là sản phẩm thương mại được sản xuất hàng loạt bởi xã hội hiện đại. Vấn đề là ngay cả những người tự xưng là tin vào Đức Chúa Trời cũng không có nhận thức rõ ràng về điều này. Tuy nhiên, sự dạy dỗ của Kinh Thánh về những người lìa bỏ Đức Chúa Trời mà hầu việc thần mặt trời bằng việc kỷ niệm lễ Giáng sinh là rất rõ ràng. Chúng ta hãy xem lời trong tin lành Matthew chương 15 câu 7. Hỡi kẻ giả hình Esai đã nói tiên tri về các ngươi phải lắm mà rằng dân này lấy môi miếng thở kính ta nhưng lòng chúng nó xa tà lắm. Sự chúng nó thở lại ta là vô ích vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Khi soi chiếu với Kinh Thánh, chúng ta thấy được rằng sự giữ điều răn của loài người được chỉ ra là thờ lạy Đức Chúa Trời vô ích. Nói một cách đơn giản, dù ai đó siêng năng tin vào Đức Chúa Trời đến đâu chẳng nữa, nhưng nếu giữ điều răn của loài người, thì đức tin ấy không có bất kỳ giá trị gì trong mắt Đức Chúa Trời. Điều răn của loài người được nói đến tại đây, xét theo nghĩa đen, thì là điều răn do loài người tạo ra. Có thể thấy rằng, điều răn của loài người hoàn toàn không có mối liên quan gì với kinh thánh và ý muốn của Đức Chúa Trời. Trái lại, điều răn của Đức Chúa Trời là những điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho và nhất định phải được ghi chép trong Kinh Thánh. Hãy xem một ví dụ trong tin lành Luca chương 22 câu 15. Ngài phán rằng, ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn. Đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng, này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Khi ăn xong, Ngài cũng làm như vậy, lấy chén đưa cho môn đồ mà phán rằng, chén này là giao ước mới trong huyết ta, vì các ngươi mà đổ ra. Đây là điều răn của Đức Chúa Trời được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh. Tiếp theo, hãy xem tin lành Luca chương 4 câu 16. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày sa bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Hãy xem thêm công vụ các sứ đồ chương 2 câu 1. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thành lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào. Đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thầy đều được đầy dãy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và trong tin lành răng chương 7 câu 2, chúng ta có thể thấy nội dung về lễ liều tạm. Tin lành răng chương 7 câu 2 chép rằng Và ngày lễ của dân Judah gọi là lễ lều tạm gần đến. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Như những nội dung có thể thấy ở trên, các điều răn của Đức Chúa Trời như lễ vượt qua, ngày sa bát, lễ ngũ tuần, lễ liều tạm, vân vân nhất định phải được ghi chép trong Kinh Thánh. Hơn nữa, Kinh Thánh cho chúng ta biết về tầm quan trọng của việc giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Tin lành răng chương 14, câu 15 chép rằng Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Chúng ta hãy xem tiếp lời trong nhất răng chương 2 câu 3. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối. Lẽ thật quyết không ở trong người. Người nào yêu mến Đức Chúa Trời thì giữ điều răn của Đức Chúa Trời. Điều này giống như người con hiếu thảo nghe theo sự dạy dỗ của cha mẹ. Thông qua hai lời dạy dỗ trên, chúng ta phải ghi khắc trong tấm lòng giáo huấn nghiêm khắc của Kinh Thánh rằng người nào giữ điều răn của loài người thì không tin Đức Chúa Trời và cũng không yêu mến Ngài. Vậy thì lễ Giáng sinh là điều răn của Đức Chúa Trời hay là điều răn của loài người? Chẳng phải chúng ta cần suy nghĩ về điều này hay sao? Kinh thánh không đề cập đến ngày ra đời chính xác của Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên, thông qua một vài manh mối trong kinh thánh, chúng ta có thể suy luận được mùa mà Đức Chúa Giêsu ra đời. Các học giả kinh thánh đều cho rằng Đức Chúa Giêsu ra đời vào mùa xuân. Hãy tìm hiểu căn cứ cho điều này. Tin lành Luca chương 2 câu 6 chép rằng Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Và cũng trong miền đó, có mấy kẻ chăn chiên chú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Đây là cảnh Đức Chúa Giêsu ra đời, xuất hiện trong Kinh Thánh. Như các quý vị có thể thấy, không có ngày tháng cụ thể được ghi chép trong Kinh Thánh. Chỉ được cho biết rằng khi Đức Chúa Giêsu ra đời, những kẻ chăn chiên đang canh giữ bầy chiên ngoài đồng. Israel có khí hậu địa trung hải và tháng 12 mà nhiều người cho là ngày sinh của Đức Chúa Giêsu tương ứng với mùa đông, tức là mùa mưa. Sự những kẻ chăn chiên canh giữ bầy chiên ngoài đồng vào ban đêm cho thấy ít nhất đó không phải là mùa đông lạnh giá. Như vậy, không chỉ lịch sử hội thánh mà thông qua Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng ngày 25 tháng 12 không phải là ngày sinh của Đức Chúa Giêsu. Bách khoa toàn thư về Kinh Thánh, thần học và văn hiến hội thánh cũng ghi chép rõ ràng rằng lễ Giáng sinh không phải là mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và không bắt nguồn từ Kinh Thánh. Khi xem xét các chứng cớ lịch sử và Kinh Thánh, rõ ràng rằng Lễ Giáng sinh là điển hình cho điều răn của loài người bởi người ta đặt ra. Rốt cuộc, chúng ta có thể thấy việc giữ lễ Giáng sinh không phải là hành vi tin vào Đức Chúa Trời, cũng không phải là hành vi yêu mến Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, dù lễ Giáng sinh vào ngày 25 tháng 12, rõ ràng không phải là ngày sinh của Đức Chúa Giêsu, nhưng nhiều người vẫn nói rằng ngày tháng không quan trọng mà tấm lòng và việc làm để kỷ niệm sự giáng sinh của Đức Chúa Giêsu mới quan trọng. Tôi muốn nói với họ như thế này. Đối tượng mà bạn đang tưởng nhớ vào ngày 25 tháng 12 có thực sự là Đức Chúa Giêsu không? Đúng không thưa các quý vị? Đối tượng mà thế gian đang tưởng nhớ vào lễ giáng sinh không phải là Đức Chúa Giêsu mà là thần mặt trời. Khởi nguyên của cây thông Noel cũng như vậy. Chúng ta nhất định phải ghi nhớ rằng trong tất thể những điều này đều có mưu kế xảo quyệt để khiến người ta thở lại thần mặt trời. Chúng ta hãy suy ngẫm vấn đề về lễ Giáng sinh và sự cứu rỗi của linh hồn chúng ta. Thông qua ví dụ đơn giản về lễ Giáng sinh, Chúng ta có thể hiểu rằng những người tự xưng tin vào Đức Chúa Trời lại đang đi đầu trong việc lìa bỏ điều răn của Ngài, thay vào đó là hầu việc thần mặt trời. Kinh Thánh cho biết rõ ràng rằng hậu quả của hành vi trái luật pháp thế này không phải là sự cứu rỗi của linh hồn, mà là sự hủy diệt. Tin lành Matthew chương 7 câu 21 chép rằng Chẳng phải hết những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các người bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Trong tin lành Matthew chương 7 câu 21, có người nói lạy Chúa, lạy Chúa. Có người nhân danh Chúa mà nói tiên tri. Những người thế này chắc chắn là người tự xưng rằng tin vào Đức Chúa Trời. Xong một lần nữa, Kinh Thánh chỉ ra rằng sự cứu rỗi không phụ thuộc vào việc tin Đức Chúa Trời, mà tùy thuộc vào việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh đang dạy dỗ rõ ràng rằng những ai không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời và làm trái luật pháp thì sẽ bị lui ra khỏi nước thiên đàng. Rốt cuộc, lễ giáng sinh vốn là điều răn của loài người và là ngày sinh của thần mặt trời, chắc chắn là điều trái luật pháp và kết quả của sự giữ điều trái luật pháp ấy là sự hủy diệt. Thế thì con đường mà chúng ta phải đi là gì? Thông qua sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng ta có thể hiểu lý do khiến các hội thánh ngày nay bị lạc hướng và trôi dạt. Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 38. Này ta khuyên các ngươi hãy lánh xa những người đó để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta, thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra, thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta thì sẽ tự hư đi. Nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra thì không thể phá hủy được. Bây giờ cũng vậy. Chẳng phải chúng ta nên phân biệt điều răn của Đức Chúa Trời và điều răn của loài người thông qua Kinh Thánh và tiến bước trên con đường vì sự cứu rỗi hay sao? Tháng 12 lại đến. Và lễ Giáng sinh đang cận kề. Như thường lệ, trên phố đã treo đủ loại đồ trang trí Giáng sinh và những bài hát Giáng sinh quen thuộc đang vang lên ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, chúng ta không được tiếp nhận lễ Giáng sinh một cách thiếu thận trọng. Chúng ta phải có đức tin tỉnh thức. Quả thật, chúng ta phải có thái độ như thế nào khi lễ giáng sinh đến? Chúng ta phải cảm nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu thông qua lễ vượt qua giao ước mới mà Ngài đã lập nên như gì Trúc khi Ngài phán rằng ta rất muốn ăn lễ vượt qua này vào đêm trước khi Ngài qua đời trên thập tự giá, phải không? Tất thảy những nội dung như cây thông Noel, đủ loại đồ trang trí treo trên cây tất trang trí, vân vân đã cướp đi tấm lòng hướng về Đức Chúa Trời và khiến cho cả thế gian say sưa buông tuồng. Về bản chất, ba lễ hội được tổ chức tại Roma vào tháng 12 có một điểm chung là khiến cho tất thầy đều rơi vào sự buông tuồng. Dù bề ngoài có vẻ như là điều tốt đẹp, nhưng bản chất bên trong lại khiến người ta mê đắm những sự ấy mà rời bỏ Đức Chúa Trời và thờ lại các thần khác. Khi suy ngẫm rằng nội dung quan trọng thể này ẩn chứa trong đó, chúng ta phải gieo tinh thần đức tin ngay thẳng cho những người nói rằng chỉ cần tưởng nhớ Đức Chúa Trời là được, chứ ngày tháng thì quan trọng gì? Nếu ngày tháng không quan trọng, thì tại sao nhất định phải kỷ niệm ngày đó vào 25 tháng 12 vậy? Làm vào ngày nào cũng được mà. Mặc dù nói như vậy, nhưng vì trong đó ẩn chứa nội dung rất quan trọng nên chúng ta phải hiểu rõ ý muốn của đức chúa trời đấng phán rằng ngoài ta ra ngươi chớ hầu việc các thần khác chúng ta phải ghi nhớ rằng lễ giáng sinh bao gồm các nghi thức mang tính tôn giáo nên chúng ta nhất định không được tán thành hay hưởng ứng bất kỳ điều gì liên quan đến lễ giáng sinh đây là nội dung mà chúng ta đã biết rất rõ ràng nhưng hôm nay, tôi hy vọng rằng các quý vị sẽ chỉnh đốn tấm lòng lại một lần nữa. Hãy cho những người xung quanh mà vẫn chưa biết về điều này được hiểu biết đúng đắn để dẫn dắt họ đến với sự cứu rỗi và nước thiên đàng vĩnh cửu trong tháng 12 này. Hơn thế nữa, chúng ta không thể không dâng cảm tạ và vinh hiển lên Đức Chúa Trời Elohim là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ Đấng đã ban cho chúng ta năng lực có thể phân biệt lẽ thật một cách ngay thẳng. Nếu không bởi cha mẹ ban cho, thì chẳng phải chúng ta đã cùng tham gia vào lễ hội ấy và sống cuộc đời ngốc nghếch, không thể không đi trên con đường xuống địa ngục vĩnh cửu hay sao? Đức Chúa Trời Cha An Sang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ Jerusalem mới đã gọi và dẫn dắt chúng ta trở vào Si-ôn của lẽ thật. Mong hôm nay trở nên ngày sa-bát ân huệ mà chúng ta được dâng vinh hiển và tán dương đời đời lên cha mẹ, trong khi tiến tới nước thiên đàng vĩnh cửu, nơi niềm vui luôn tuôn trào mỗi ngày. Xin cảm ơn.